Cô chú ơi, sáng hôm nay chay với mẹ chay đi bơi. Rồi, cô chú thấy bữa nay mẹ chay mặc đồ sexy chưa? Trời đất ơi, bữa nay ba số 1. Hashtag no bikini. Cái gì đó, ba chay này làm biếng đi bơi. Nói mẹ chay lâu quá không đi bơi, chay ba chay bắt mẹ bữa nay đi bơi làm biếng dễ sợ luôn. Tự nhiên bữa nay đi bắt làm biếng đi bơi. Đó, coi kìa. Coi kìa, coi nó ngồi kìa, cô chú coi nó ngồi kìa. Chay đi, cái serious you say hi. Đúng rồi, good job JD. Good job JD. Cô chú thấy Trang mặc đồ bikini không? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Bữa nay có bà cố đi nữa nha cô chú. So baby. Yes. I have to get you gas. I think I'm gonna have to get you gas while you're swimming. Yeah. Just go and get it done. So I'll get you guys in there. I'll check JD in, and then I'll go get gas, and then come back, and then record whatever I can. Mm-hmm. JD, hi sweetheart, sweetheart. Trời ơi, hai cái đó, ai thương không, mới thương không? Hi sweetheart. Hồi qua cô chú cái đi con. Hồi qua cô chú cái đi. Hả? Hồi qua cô chú cái đi. Làm gì vậy? Chào ai vậy? Chào ai á? Monday through Friday. Chết cha rồi, cái camera này hết pin rồi. Sao cái camera nào cũng hết pin vậy? Monday rồi. Through Friday. Mấy bữa nay con lơ đãng với mấy cục pin này quá. Cái máy nhà cũng có hết pin rồi đó. Về là con cắm rồi con sạc vô đi. Để tiền nào hết rồi mới sạc rồi đó. Có một cục pin đầy ở nhà hết chứ. Còn con có mấy cục pin lận, trời đất ơi, làm cái này mà có một cục pin sao xài. Thì bỏ vậy thì cái nào ấy nè. Hồi đó là bạn không biết gì. Không biết một cái gì nữa. Chị đó cô chú. Không, trong một cục này chứ cũng xài được. Không, con cũng chỉ ba vậy đó. Còn có một bông. Còn có một nấc à. Dữ đi. Thì đó, đang quay đó. Không, cô chú muốn coi nó là every day. Every time, every minute, every second. Đó, đó, đó. Trời, thương không? Thấy không? Mấy cái này mà không quay chứ quay gì giờ? Chào em gái tiếng phố ơi. Ủa, ngoại ngồi đây nãy giờ quên. Có ngoài nhỏ là ngồi quên. Baby Julia said your Vietnamese is really good on the birthday video. Quá xạo. She said the when tiếng the when Vietnamese dữ ta. Julia quá xạo. Julia quá sợ. Oh baby, everybody been giving compliment on the comment. Marshall's not gonna have much. Yeah, Marshall and TJ Maxx gonna have like all the, you know, normal looking shorts. I just need more shorts. I ran out of shorts. I have lots of pants. Baby, do we need to buy a new outfit for JD for the July 4th? No, we have a big one that fits on. Xạo chưa? Nay ngồi xạo dữ rồi ta. Ngồi móng chân đó, móng chân đâu? Dạ. Gì? Con muốn gì? Ê. Gì vậy? Như 5 phút lúc miếng.
Spitting? Hey, 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 tôi sáng bật tay nha. Nó. Don't spit. Nói. Vô duyên nằm ở trên xe mà đầm phút đúng miếng. Không. Không mà cố đừng nhìn nó, đừng nhìn nó. Đừng thèm nhìn nữa. Okay. Đừng thèm nhìn nó. Đừng thèm nhìn nó. Một lát mày lại bà cố là bà cố không có chơi đâu. Nghĩ con ra luôn. Xa xỉ. Số xa xỉ chị đi. Một chuyện lạ xảy ra là hôm nay là do mẹ đi bơi nên là cái trường bơi đóng cửa rồi. Không cho mẹ bơi. Tại vì chơi cái trường bơi bữa nay biết là có mẹ đi bơi, có mẹ của chơi bơi đó nên trường không cho bơi. Tự nhiên đi vô thấy đóng cửa luôn. Sao mà kỳ lạ quá vậy ta? Chắc phải gọi thôi chữ cho một tặng quá. Ờ ta trời bởi vậy. Thấy con mặc đồ sexy quá không ai dám ra bài à. Trời ơi, hai nói hai mặc đồ sexy quá sợ quá đóng cửa rồi. Cháy ơi. Vậy nay không được bơi rồi thôi đi về hồ nhà mình bơi nha con. Nha. Yeah. Baby, JD and I gonna swim on the lake. Yeah. Tội nghiệp em chứ em nằm em chờ bơi từ hồi nãy tới giờ. Không được bơi. Thôi bây giờ là mẹ với Chay đành phải đi chợ thôi, xỏ cái áo và hai chút quay xuống đưa cho con cái áo mà. Nhà con mặc đâu có sao đâu con gái. Hả? Không có cái gì đâu. Bà nói không có cái gì hết. Did you get a baba? Không có gì nhưng mà vô chợ lạnh. Không có lạnh. Trời này đâu có lạnh đâu. Trời ơi bà hai cho ép người ai đi chợ đi mặc áo đồ bơi đi chợ trời. Did somebody bring a baba? No. She'll be okay hả? She'll be okay. Baby, I said I'm gonna change my shirt before I go into the market, and I say this is looking good. Yeah, well, yeah. It looks good. It looks fine. Okay, nah. Oh. It looks fine. Lạnh mà ai vô chợ? No, không có lạnh đâu. Đẹp. Không phải mặc như vậy mới được. Sexy quá. Nó nghe nè, da thịt còn căng bận đi con, nè giống như ba nè sợ nè, đâu có muốn bận cũng đâu dám bận đâu. Mà nhiều cái áo sát lắm mà, giờ đâu dám bận đâu, nó đổ. Ôi nó đổ rồi thấy sợ luôn. Tại sao không bận con? Mà hai con sợ lạnh. Không có lạnh đâu, bảo đảm. Không có lạnh đâu. Rồi vậy thôi. Con sẽ cắn răng chịu đựng. Hai phải làm đẹp quá nữa không? Cái đó bà hai nói thiệt. Con còn trẻ quá mà. Da thịt còn căng thẳng. Ủa mà này hồi nãy con đem thấy cái áo gì vậy ta? Không có đem áo nào đâu bà đâu thấy. À, ủa nãy con em có cái áo áo này chắc nó cũng kín lắm đó con. Okay, take Jady with you too. Of course. Rồi thôi cô chú ơi, bây giờ mẹ với Jay sẽ đi chợ mà hai mẹ con rảnh ghê đi chợ mặc đồ bơi. Mẹ con cũng mặc đồ bơi mà mẹ cũng mặc đồ bơi với hai đứa khùng dễ sợ khùng thì các bạn. Phải khùng nhưng mà trời nóng quá. Giờ đi vô quay chợ cho cô chú con không hà? Okay. Thôi hết rồi cái máy camera hết pin lấy chị quay. Thôi hẹn cô chú dịp sau quay chợ. Hi. Chết cha rồi. Hi Dolores. She's so happy. Say hi. Yeah. Con ngồi với Dolores hả? Huh? How you doing? Oh, I'm fine. Yeah, oh, look at that. Look at all the... Did you see what's in here? Look at... See out in the water? Thấy không? Thấy mấy con vịt không? Oh wow, I counted them. There was about 50 of them. See all the ducks? You're sweet. Shady? Want me to take any picture of us? Huh? See, I don't know. I don't look too good. Did you have dinner yet? Huh? Did you have dinner yet? I had been piecing all day. They're pretty shoes. Yeah. Nice, huh? You been golfing? Oh, yeah, whenever I have to. What you mean, whenever you have to? You love it. I know I love it. Want to go in? Huh? What do we got for you? I don't know what I got to give you. JD, you want a ball? You want to play with the ball? I'll get it. You want to come in? Sweet. Good job, JD. Ooh. Wow. Wow. Boom, boom. Throw it. Ooh.
two, oh. Three. Want me to do it? Run! You do it? Oh, you! Wow! Good job, Grady. Wow! One, hello. Two, three. Come on in. How are you? Look up. Oh, stay here. Hi, Jay. Hi, everybody. Stay here. You let the dog out, so I won't do that. So, Lucky's having dinner. I'm sure he's gonna go take a nap now. Hi. Hi, sweetie. You got a big ball? Who's here? My friends. You met them yesterday from Traverse City. Yeah, mm-hmm. Come on, bring them back. Well, they're exhausted. We were at a dementia conference. Oh, did you? We were at Alzheimer's conference all day today. Alzheimer's. We were tired. We're tired today. Did you knock your lamp over? Yeah. It's okay. I just set it there. I tried to fix it, but I can't right now. Let's see. But... the screw. Woo! It's okay. Okay, yeah. Yeah, actually, family. I counted them 40. We counted 70 yesterday. You and I counted 70 yesterday. But I counted 40 right here. Yeah. One, two, three. Good job, JD. All right, see you ladies later. Okay. Bye, Sophie. Bye. Anytime. You know what? I smell gas. You smell gas? Yeah, me too. Oh. I'm Eddie. Is that Bob? Huh? Bob? Woo! Woo! Nó đi qua nhà người ta chơi vậy. Chơi, tao chơi toàn cái banh không mới có. Lại dặn, lại dặn nó chơi vậy đó. Get it, get it, get it, get it. Phá trời hành. À trời 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 trời. Giữ người ta té nha. Chạy đi, be careful. Trời ơi, có chiếc kìa. One, two, three. Wow. Good job, JD. What you doing? Riding the ball? You riding the ball? Nó chơi vậy đó. Huh? You riding the ball? Sao? Xúc kê hay gì vậy? Okay, come here, I fix. Đấy, JD, come to Dolores. Come. She's gonna fix it for you. Oh, yeah. JD? I think she's alright. No, maybe I went back. Where's Kathy? Working. We're gone. Oh, yeah. Today is today. Huh? What day is today? Today is... something on the awful? Friday. Friday? Mm-hmm. She goes out today. Oh, mama. Oh, come here. I fix. Yeah. Nó không lại mẹ nó luôn là người ta. Khi mà chơi mà có người rồi thì mẹ không làm một cái gì cả. Nhưng mà tới khi đem về, tới khi đem về, mẹ là người sẽ cần nhất. I need different kinds of shoes. I need tennis shoes. So my toes don't hurt. Nhìn bà nói, nó nhìn bà nói. Okay, maybe I push your toes in there. Nó nói, ủa bà này bà nói gì ta? You know, she should have tennis shoes. Yeah, you know it's too hot for the summertime. It's okay, but you know what? When I was little, and two of my kids, they hurt their toe and they had to go into a cast for the whole summer. Oh, that's not good. I know, it's so their toes are exposed. Especially when they're little, they don't know any better. Yeah, they're safe with tennis shoes. Yeah, I need to anyhow, go my shopping doctor for says so. My doctor says, put tennis shoes on. If you're going to church or something, that's different. But when you're outside playing, you need tennis shoes. Woo! 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 Where did Bob go, huh?
Good throwing them. Okay. One, two, three. Nó không đếm luôn, cái có người ta mà nó không nói này nha. One, two, three. Okay. Ooh, come on. Again. Ooh, ooh, you gonna ride the ball? You gonna ride the ball? You gonna ride the ball? Ngồi nữa hả? Xuống dép nữa hả chay? Oh, your shoe. Let me fix your shoe. Cái dép này mệt quá thôi chay. Let me fix your shoe again. Dép này mệt. I got have tennis shoes on. These are for fancy stuff. Yeah, it's like church stuff. Yeah. Rồi xong. Say thank you. Can you say thank you? Yep. You're welcome. She's gonna find something else. Jady, where you going? Okay, now don't fall. Don't fall. Get those shoes on. Ew, hurt. Woo, woo. Wanna stay here or you wanna go home? Okay, she wants to go, but she wants to take the ball. Okay, I'll put the ball okay, there. Say bye-bye to Dolores, please. Can you give her a hug and say bye-bye? Give her a hug. Jady, can you give her a hug? Give Dolores a hug, please. Okay, she's gonna give me a kiss. Good job, she JD. She took the ball home. Yeah? Yeah. We'll bring it back. Okay. Here you go. We'll say have a good night, Dolores. Okay. Bye. Bye bye. Sao? Con đi về đâu mà con nhìn vô đây đi chi? Đi nè, này chơi xong rồi đi trả ra banh cho anh ta nghe chưa? Chứ không phải đồ ai chứ. Đó, ngồi xuống chơi đi. Ok, để có banh là chạy lên kia chứ vậy. Trời đất ơi đó. Hả, tao ra cho mấy con đó đi dí cho coi. JD, JD, stop. Rồi mấy con nó làm vậy hả? Mấy con nó làm sao? Nó làm vậy hả? Nó làm sao chay? Phải không? Đó, nó làm xì đó, mấy con nó xì vậy đó. Yeah. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Thôi, leo xuống cho té rồi nghe chay. Chạy đi. Stop it. Ngồi xuống đây. Yeah. Yeah. Say hi. Can say hi. Hi. Chay là nhân vật chính trong xóm này phải dẫn lâu. Ai cũng lúc out for Chay cô chú. Xuống ơi. Xuống ơi. Rồi. Đó, 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 đó.
thấy chưa? Cá đâu chỉ mày coi cá đâu? Chay, chay, cá đâu chỉ mày coi cá đâu? Hồi bữa con thấy cá ở chỗ nào đâu chỉ mày coi cá đâu? Chay đi, chay đi cá kìa chay, chay, chay đi cá kìa, kìa kìa cá kìa, đây nè cá nè. Thấy cá chưa? Sợ không? Sợ cá không? Cá đâu? Đó, chị cô chú ơi, cá kìa cô chú kìa. Đi hả? Bước lên cái cục đó đi đàng hoàng. Đúng rồi. Đi bước lên cục đó đi đàng hoàng. Ủa máy bay á con. Máy bay bay á. Bước lên cục đó đi đàng hoàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Good job, JD. Yay. Rồi say hi đi, ôm miếng đi, bạn đó là ôm bạn đó, đó. Ôm bạn bị dướng, rồi qua ôm bạn kia. Thấy chưa? Mình là mình friendly mà mình phải ôm hai đứa chứ. Go potty, Twiggy. Say hi, Twiggy. Be nice. Oh, good girl. Come on, Twiggy. Come on, let's go. Come on, come on, come on. Oh, tới. You okay? You okay? Let me see. Có sao không? Con có sao không? Nói mẹ nghe coi. Đi theo. Chay, chay, stop. Stop. Come back. Come back, chay đi. Trời đất ơi, con đó. Careful, Jade. Oh, potty, Twiggy, good girl. Chó đâu chỉ mẹ coi chó đâu, chó đâu, chó hả? Giỏi chưa, chó đâu chỉ mẹ coi chị đi. Ồ cấp trời ơi, đồ bản thân đó. No running, no running.